Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Tú đang có mặt tại làng cổ Thiên Hương thuộc huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cái tên Thiên Hương nghe có vẻ là có một chút gì đấy pha trộn giữa những cái từ Hán Việt. Thiên Hương được dịch ra có nghĩa là hương sắc của trời chăng? Thì ngày hôm nay Tú có mặt ở đây bởi vì là cái ngôi làng này nó đem lại cho Tú một cái cảm giác vô cùng hoài cổ. Những cái bức trình tường bằng đất hay là những cái lớp ngói âm dương đó, được xếp lên nhau tạo lên cho cái ngôi làng này một cái vẻ như là đang ngủ yên trước những cái sự thay đổi luân chuyển thường ngày của thế giới, của xã hội. Ngày càng phát triển đi lên thì cái ngôi làng này vẫn ngủ yên ở bên trong tít sâu một cái thung lũng. Và đặc biệt là ở ngôi làng này là một ngôi làng giáp danh với cả Trung Quốc. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt được sang bên kia của phía bên gã hàng xóm khổng lồ. Đó. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng Tú là đi vào làng cổ Thiên Hương này để cùng tìm hiểu và khám phá để xem nào ở trong này chúng ta có thể bắt gặp được những câu chuyện gì và cơ duyên gì sẽ đưa Tú tới những cái người ở trong cái ngôi làng cổ này nhá. Hiện nay thì ở làng cổ Thiên Hương vẫn còn rất là nhiều những ngôi nhà có những cái bức tường làm từ đất hay còn gọi là nhà trình tường, và có những cái mái ngói âm dương vô cùng là cổ kính. Đây, những cái lớp ngói âm dương như thế này. Chào bà ạ. Bà đi chăn trâu ạ? Ừ, đi chăn trâu. Bà chăn trâu ở xa không? Có chứ. Ồ, nhà bà có 4 con trâu to quá. Bây giờ thì Tú sẽ đi vào một ngôi nhà nào đó để xem là cơ duyên hôm nay của chúng ta có bắt gặp được những cái câu chuyện gì không. Đây. Chào chú ạ. Chờ cho cháu vào nhà chơi nhá chú nhá. Chú đang làm gì đấy ạ? Ô, ở nhà chú là có một cái dàn nho. Đây là nho đúng không chú? Ô, quý vị nhìn này. Ô, ở nhà chú có nguyên một cái dàn nho. Nho này có ăn được không hả chú? Cháu là cô. Năm nay mưa nhiều ạ. Nho thì khá là chua, vẫn chưa chín. Chú đang làm gì đây chú? Chú nhặt rau ạ. Nhặt rau để nấu bữa trưa đúng không ạ? Đây là rau muống nhỉ? Rau muống. Ở đây nhà chú có cái tivi to thế. Đây, nhà mình thì vẫn giữ được những cái ngôi nhà trình tường, chú nhỉ? Ngôi nhà làm từ đất, rất là cổ kính. Đây, ở phía bên này là có một cái dòng chữ. Không biết đây là chữ gì. Chú ơi, ở đây là chữ gì hả chú? Chữ nho. Cái ngôi nhà của nhà mình là có niên đại khoảng bao lâu rồi ạ? Không biết. Chú có nhớ không? Trăm năm rồi. Trăm năm rồi cơ ạ. Thế là được khoảng 3 đời nhà chú nhỉ? 3-4 đời ấy. Chú đời thứ 2 đấy. Mới đời thứ 2 ạ. Thì tức là ông cụ nhà mình là làm nên cái ngôi nhà này nhỉ? Vâng. Ở đây nhà chú có một cái bàn thờ rất là đẹp luôn, khang trang. Và đặc biệt là nhiều chữ nho. Tôi để ý là thấy có rất là nhiều chữ nho nhé. Chú ơi, nhà mình là người đồng bào Mông đúng không ạ? Hay là người Tây ạ? Ô, thảo nào cháu nhìn thấy rất là khác với cả người đồng bào Mông. Vâng, Mông là cái bàn thờ nhỏ hơn cơ, chứ không có bàn thờ to như này. Có một
tờ giấy bản xong là nó lấy cái lông gà nó cắm vào. Đúng rồi ạ. Đấy, thì cháu mới đang thắc mắc là hóa ra là nhà mình là người Tây. Vâng. Dạ. Cháu ạ, cháu ở Hà Nội ạ. Vâng ạ. Vâng, cháu đi một mình, cháu lên đây để tìm hiểu về ngôi làng nhà mình ấy. Làng ở đây thì đa phần là người Tây hay là có cả người Mông nữa hả chú? Người Tây, người Mông thì có người đi làm dâu ở đây. Đi làm... Đi làm dâu ở đây. Làm dâu, à. Người Mông là đi làm dâu ở đây, còn ngôi làng này là... Ngôi làng đa phần là người Tây đúng không ạ? Ừ. Ồ, chú có biết là ngôi làng này có tuổi thọ khoảng tầm bao nhiêu lâu rồi không ạ? Nhất là 2-3 đời đấy, đấy. 2-3 đời ở đây rồi. Cũng trăm năm rồi chú nhở? Ông chào hay con chào? Có. Con chào đấy. Cháu nghe nói là ở ngôi làng này nhà mình ấy, thì nổi tiếng với cả nghề làm cốm đúng không ạ? Làm cốm thì đấy, đến mùa thì làm. Đến mùa thì làm, còn bây giờ có phải mùa cốm không ạ? Không. À. Bây giờ mới chuẩn bị chỗ bông thôi. Bây giờ mới chỗ bông rồi, đúng không? Sáng tháng sau. À. Thế nhà mình có làm không hả chú? Có. Còn nhà mình có làm cốm ạ? Ừ. À. Thế cho cháu xem cái máy làm cốm. Nhà mình là có một cái cối giã cốm đúng không cô chú? Có. À, có cối giã cốm đấy. À, đây là vâng, đây là cái hệ thống để giã cốm. Ngày xưa là dùng để giã gạo đúng không chú? Ừ, ngày xưa là giã gạo để ăn đấy. Vâng. Bây giờ không dùng nữa, bây giờ dùng máy hết. À, bây giờ dùng máy hết rồi ạ. Đây máy đây hả chú? Máy sát ngô. Đây là máy sát ngô, bên kia là máy sát gạo. Thế là nhà chú cũng nhiều máy móc hết nhở, hiện đại. Rất là hiện đại. Bây giờ đa số là dùng hết máy rồi, cả dùng máy. Vâng, bây giờ cũng gọi là có máy móc nên là cũng cải thiện được phần nào cái mình đỡ sức lao động, đỡ mất sức hơn. Ồ, nhà chú có con chó to thế. Ồ, con chó này là giống chó gì hả chú? Chó này nó lai lai ấy. Chó lai ạ? Là chó lai, chả biết là lai được rồi. Đây, quý vị có nhìn thấy không? Một chú chó. Đây là cậu vàng luôn đấy, chính hiệu luôn. Cậu vàng chính hiệu. Cho đi vào ra chuồng ở với lợn là nó không ra luôn. Cho ở với lợn là nó không ra ấy ạ. Cậu vàng chính hiệu luôn. Đây. Nhà chú là có một chú lợn này. Hai chú lợn à? Đây ba. À. Thế là cũng chăn nuôi rất là nhiều nhà cô nhờ. Cô tha hồ ở nhà mà thái rau ngô. Đấy, cô bé này dùng cái máy chém để cắt cỏ này. Ở nhà phụ ông bà đúng không ạ? Đây là ông bà. Vâng. Ông bà. Đó. Mấy hôm nữa đi học mà. Mấy hôm nữa đi học là đi học rồi, còn bây giờ chưa đi học là ở nhà phụ ông bà đấy. Cô bé rất là khỏe luôn. Cháu đi một mình. Dạ vâng ạ, cháu đi một mình ạ. Ở ngôi làng nhà mình thì có kiểu cái gì đó đặc biệt không hả cô? Không có ạ. Nhưng mà cháu thấy làng cổ như này là đặc biệt rồi. Cả ngôi làng là một cái điều đặc biệt. Ba, con đây có. Nhà mình có cái giàn nho đẹp quá. Tha hồ mà ăn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang ngôi nhà tiếp theo để xem là có thêm những câu chuyện gì không nhá. Cháu chào cô chú nhá. Cháu đi sang mấy ngôi nhà nữa cháu tham quan ạ. Vâng ạ.
do là thời gian và sự phát triển của xã hội nên là đan xen với những cái bức tường được làm từ đất như thế kia, thì ngay gần đây thôi cũng có những cái bức tường được làm từ gạch ép như thế này này. Đó, nó cho thấy là dần dần thôi, mọi thứ nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Đây, không biết ngôi nhà này có cái gì thú vị không? Cô ơi! Chú ơi! Cháu chào chú! Chú ở đâu đấy ạ? À? Cho cháu vào nhà chơi nhá chú nhá! Ồ, nhà mình đẹp quá! Chú đang làm gì đấy ạ? Chú nấu cơm chưa chú? Đang nấu. Đang nấu ạ? Nhà mình là vẫn giữ được những cái nếp nhà trình tường bằng đất như thế này. Rất là hoài cổ luôn. Đây, như cái cột kèo quý vị có thể để ý thấy đây. Nó đã ám màu của thời gian rồi. Những cái màu nâu nâu, đen đen như thế này này. Chú đang quét nhà ạ? Vâng, quét nhà đấy. Vâng ạ. Chú ở nhà một mình hay là có ai nữa ạ? Cô còn về sau. À, cô về sau ạ? Ô chú ơi, những cái lá chuối này của nhà mình là phơi để làm gì đây hả chú? Để gói bánh hay là để làm gì ạ? Phơi để làm bánh này. Để làm bánh ạ? Cái này thì cháu đoán là làm bánh dày đúng không ạ? Bánh dày. Làm bánh gai. Bánh gai ạ? À. Bánh gai của rằm tháng 7 ấy, 15 ấy. À, bây giờ nhà mình phơi dần để rằm tháng 7 là... Chủ nhật là mình... À. Thế chủ nhật rằm tháng 7 ấy, nhà mình là có làm cỗ các thứ to không hả chú? Cũng bình thường. Cũng bình thường ạ. À. Thế hôm đấy cho cháu đến đây cháu tham dự nhá. Được thôi. Dạ vâng ạ. Ngôi nhà này nhà mình là khoảng tầm cái niên đại độ tuổi ấy, là khoảng tầm bao nhiêu năm hả chú? Chú có nhớ không? Hơn gần 200 năm đấy. Gần 200 năm cơ ạ? Hơn 100 năm à. À, thế là rất là cổ rồi. Từ đời cụ làm đến giờ à? Từ đời cụ của chú cơ ạ? Vâng. Ồ, thế là ba đời, đến đời chú là đời thứ ba rồi. Đúng. Còn rồi. Đời con chú nữa là đời thứ tư. Đấy. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả chú? Chú năm nay 59. 59 tuổi à? Vâng. Ồ, 59 tuổi mà nhìn trẻ thế, nhìn vẫn rất là trẻ luôn. Nói đấy. Dạ vâng ạ. Chú tên là gì hả chú? Chú tên là Truyền. Chú Truyền ạ? Vâng. À, nhà mình là người đồng bào Tày đúng không hả chú? Đúng rồi. À, đồng bào Tày. Người Tày ở đây. Đa phần là ở cái làng cổ này là đa phần là người Tày chú nhỉ? Ừ, người Tày chiếm khoảng 60%. 60% ạ? Vâng. Còn lại là... Còn lại người Nùng, người Giấy. Người Nùng, người Giấy. Người Mông, người Mông. Ừ. Vâng. Đó. Nói chung là... Người Hán cũng có, họ về người làm Hán. Dâu ấy. À, người Hán bên Trung Quốc hả chú? Bên Phong Bảng, à. gọi... Gọi chung là người Trung Quốc đây. Vâng, người Hán là... Từ thời cổ sang Việt Nam ấy. Vâng ạ. Ở đây là một cái ngôi làng kiểu giáp biên giới với cả Trung Quốc đúng không nhỉ? Đúng rồi. À, kia nhìn... Đây là Trung Quốc này. Thẳng sang bên kia là Trung Quốc đúng không nhỉ? Đúng rồi. À, thế cháu nghe nói là cái hàng rào của Trung Quốc ấy, thì nó cũng mới làm khoảng cách đây tầm 3 năm, 3-4 năm chú nhỉ? Ừ, đúng rồi. Thì ngày xưa chú có hay sang bên đấy chơi không? Hay sang bên Trung Quốc không? Thi thoảng sang thôi. Thi thoảng sang thôi ạ? Vâng, kiểu nhiều gái bên mình chưa có, mình sang bên kia chơi lấy những đồ linh tinh ấy. À, mình sang đấy để xem họ có những cái đồ gì thì mình mua bán trao đổi, mang về Việt Nam nhỉ? Hơn nữa là nhiều cái bên kia nó lạ hơn mình. Vâng, đó. Rất là hay luôn. Thế chú nấu cơm chưa ạ? Đang nấu. Đang nấu ạ? Cắm điện rồi. Đang cắm điện. Thế hôm nay nhà mình có món gì đấy chú? Cháu nhìn thấy bên kia là có rau có gì kìa. Rau. Cái rau này này, là chú? Kia là lá làm bánh gai.
À, lá làm bánh gai à? Dạ. Ừ. Chứ không phải là rau để ăn à? Không phải là rau. Vâng. Cháu cứ tưởng là rau cơ. Lá này mình khắc trồng. À. Mọi kia mình không trồng được lại đây. Mua ở chợ là họ cũng đem dưới kia lên bán rồi mà. Vâng. Vâng. Lạng nó cũng hình như 10.000 hay sao ấy. Vâng ạ. Ở khu vực nhà mình ấy thì đa phần người đồng bào ở trên này là thường hay làm những công việc gì hả chú? Kiểu việc làm thường ngày ấy. Làm thường ngày, làm ruộng, làm nương. Làm ruộng, làm nương ạ. Ừ, xong thì lại đốn củi, trồng rau. Đốn củi, trồng rau. Ừ, thế thôi. Cháu thấy chỉ có thế thôi. Nấu rượu đó chú nhỉ? Có nhà nấu rượu này. Rồi là... Đây chú cũng nấu rượu. Nhà chú cũng nấu rượu à? Vâng. Nấu rượu này, làm cốm này. Đúng rồi. Thế nhà chú có làm cốm không hả chú? Cốm thì làm nhưng mà đến mùa nó mới làm cơ. Đến mùa mới làm à? Vâng. Ví dụ đến tháng 9 thì mới làm. Thế là tầm khoảng 1 đến 2 tháng nữa. Ừ, đúng rồi. 1 đến 2 tháng nữa thì bắt đầu nhà mình mới làm cốm. Vâng. Mà thế ít nữa cháu... Cốm sẽ... thì đây thì nổi tiếng rồi. Nổi cốm tiếng. Cốm là rượu là nổi tiếng rồi. Thế nhà chú còn cốm không? Không còn. Không còn ạ. Mình là... Làm ít nào là bán luôn. Làm ít nào là bán. À. Vâng. Làm ít nào bán luôn ít nhiều đấy. Lúc là khách là đặt mình làm đấy. À, có khách đặt luôn ạ. Ừ. Thế rất là nổi tiếng ở cái khu vực Hà Giang này rồi. Vâng. Một cái ngôi làng rất là cổ kính. Ngôi làng này là chú có biết lịch sử nguồn gốc của ngôi làng này không ạ? Nguồn gốc ngôi làng này á? Vâng ạ. Nói chung là thời cổ cụ ông đến từ dưới kia lên nữa. Từ ở đâu hả chú? Từ dưới, nghe nó mở ở dưới sức cái gì... Ở dưới kia gọi là cái gì... Ở Việt Nam nhưng mà chú đã khuyên rồi. À, nhưng mà vẫn ở Việt Nam ạ? Vâng, vẫn ở Việt Nam. À, không phải ở Hà Giang mà ở dưới xuôi ạ? Vâng, đúng rồi. À, ở tại dưới xuôi lên đây. Lên làm nghiệp. Vâng. Ừ. Lên nói chung là cũng ngày xưa thì cũng có vài hộ đó mà. Vâng. Cơ bản là cái dòng họ Lương với họ Nông là chốt ở đây đầu tiên nhất. Họ Lương và... Cái nhà này mình là họ Lương. Họ Lương và họ gì ạ? Họ Nông. Họ Lông. Ừ, họ Nông. Nông, vâng. Lương và Lông. Ừ. Ồ, là hai dòng họ gọi là... Cắm chốt ở đây là... Cắm chốt. Vâng. Cắm chốt khai hoang ở đây. Đúng rồi. Ồ. Vì sao là làm dâu, làm gì là một số hộ vâng. họ khác lại vì... Ừ. Thế cái tên làng cổ Thiên Hương ấy, thì chú có hiểu được là cái ý nghĩa của cái tên Thiên Hương nó mang cái ý nghĩa gì không hả chú? Thiên Hương á? Vâng ạ. Thiên Hương nhiều cái mình học ít thì cũng không rõ mấy. Không rõ. Mà ngày cái làng này trước không phải là gọi Thiên Hương. Vâng. Gọi là làng Má Pắng. Má Pắng ạ? Má Pắng. Má Pắng. Vâng. Ồ, làng Má Pắng. Vì sau thì các bậc cha mẹ đi, một số đi công tác cán bộ ấy. Vâng. Thì cũng biết đâu biết đó thì họ về lại đổi tên thành Thiên Hương. À, ừ. Thế là ngày xưa là tên là Má Pắng. À, Má Pắng ngày xưa đây là Má là Lô Lô. Má là... Má là Lô Lô. Lô Lô. Vâng. À. Lô Lô là người Lô Lô đấy. Người Lô Lô. Người Lô Lô ở đây là trước là nhiều lắm. Thế ạ? Đa phần là Lô Lô về sau là họ không phát triển được thì lại không biết đi đâu nữa, chạy đi đâu nữa. À. Ừ, đấy. Chú cũng nắm được một số. Vâng. Rất là hay. Ở đây thì nhà chú là có bao nhiêu anh chị ạ? Nhà chú hiện tại bây giờ là có tính ra cả trẻ con nữa là 9. 9? 9 người. Vợ chồng thằng Út thì chồng thì đi theo vợ. À. Vợ đi dạy học. À. Thế là nhà chú là đẻ được... Ba đứa cả. À, ba anh em. Vâng. Ba anh em trai. Ừ. Tất cả đều lập gia đình hết rồi chứ ạ? Còn anh cả chưa làm. Ồ, còn anh cả. Anh cả đang kế chọn. Anh cả nhà chú là bao nhiêu tuổi ạ? Anh cả năm nay là 34 rồi. Ôi, 34 rồi, gọi là vâng. Anh thanh niên năm nay đã ngon nghét trên 30 rồi đấy. Mà vẫn chưa lấy vợ. Chưa. Hay. À, cô chú ở nhà cứ sốt sình sịch ra. Thế thì cô là đi làm gì hả chú?
Hôm cô nhà mình đi ra ngoài ruộng xem trâu xem bò. Xem trâu xem bò ạ? Vâng. Ừ, nhà mình là có mấy con trâu hả chú? Nhà mình có 3 con trâu. 3 con trâu. Đêm đi ngủ ngoài lán trông trâu bò. À thế là trâu là không cho về nhà ạ? Là vâng. Cho ngoài để lán. Lán hết. Để ngoài lán hết ạ? Vâng. À. Ngày xưa là ở đây. Vâng. Sau là mình có việc nhiều là mình lại dỡ đi sang lán để. Vâng. Ừ. Thế chú là sinh ra và lớn lên ở đây luôn từ bé lớn ạ? Đúng rồi. Thế thì cho hỏi là cái trong cái quá trình mà chú lớn lên đến tận bây giờ ấy, bao nhiêu năm trời ấy, thì ở cái ngôi làng này có cái điều gì đặc biệt hay là có những cái câu chuyện gì nó thú vị hay nó ly kỳ không chú? Thì chú có nhớ được không? Chú chia sẻ cho cháu nghe đi. Thì nói chung là thú vị thì cũng nhiều cái là mình không, bây giờ mình có tuổi không không đi chơi, không đi khám phá nhiều. Vâng, nhiều cái mình không biết. Thế có những cái câu chuyện gì ví dụ như là có một cái người dị nhân hay là kiểu ngày xưa là có những cái câu chuyện tâm linh gì không quanh quanh làng ấy chú? Không có. Không có à? Ừ. Thế là ngôi làng này cũng rất là yên bình đấy nhỉ? Vâng. Ngôi làng cũng kiểu không có những cái câu chuyện gì nó mang yếu tố tâm linh ở trong này. Vâng, vâng, đúng rồi. Vâng. Khác là cũng vào hay vậy. Khác là nhiều như trước Covid là họ hay đặt cơm làm. Vâng. Vâng. Đặt cơm nhà chú ạ? Vâng. Ồ. Thế là nhà chú cũng làm kể dịch vụ cả du lịch. Nhiều lúc khách Tây họ cũng thích ăn. Vâng. Ừ. Thế ở đây ví dụ đặt cơm nhà mình ý, thì nhà mình có những cái món gì hả chú? Đặc sản mà nhà mình có thể làm được ý. Đặc sản chỉ có gà, gà mình khác nuôi. Gà, gà đen hay là gà? Gà đen, gà đen. Gà đen, gà, gà vàng. Đen thỉnh thoảng có. Vâng. Vâng. Kiểu mình không phải chuyên chuyên nuôi gà đen. Vâng. Đấy, kiểu mình là gà địa phương mình nhiều lúc là nó khác có mình mấy. Vâng. Vâng. Tức là ai đặt thì sẽ có gà đen cho người ta. Vâng. Còn bình thường là mình cũng sẽ làm những cái chú gà ở địa phương nhà mình nuôi thôi. Vâng. Vâng. Là thịt lợn treo. Thịt lợn treo ạ? Ừ. Thịt lợn treo. Thịt lợn treo các bếp này. Thế thịt lợn đấy là nhà mình cũng tự làm luôn ạ? Hay là... Đúng rồi. Thế là kiểu nhà mình sẽ mang những cái miếng thịt đó về hay là mổ lợn luôn ở nhà mình? Mổ lợn luôn mổ nhà lợn mình. Luôn nhà mình. Thế là lấy những cái phần thịt đó và mình treo lên các bếp mình làm cái món đấy. Đúng tẩm rồi. Ướp gia vị các thứ vào ạ? Đúng rồi. Ồ, đấy, tự nhà làm luôn, nhà trồng được luôn ấy. Đúng rồi. Và... Đa phần là mình tự cung tự cấp. Đa phần là rau tự cung cỏ tự cấp. Là thịt thà. Nhiều tất lúc cả là đều... không có thì mình phải chạy đi chợ. Tất cả đều tự nuôi trồng hết. Vâng. Và thế là cũng rất là kiểu yên bình nhỉ. Vâng. Yên bình là sống ở đây cũng không khí thoáng đãng, cảnh đẹp, nó thì... cổ kính, nó nhìn nó đẹp lắm chú nhỉ. Thực sự là đây nếu mà hệ nó mở rộng lên thì bây giờ nó... cái xóm này họ bán cho khách tương đối nhiều rồi đấy, bán vâng. mười mấy hộ rồi đấy. Bán mười mấy hộ à? Ừ, bán mười mấy nền nhà, mấy ngôi nhà đấy. Vâng, thế là cũng bán hết cho những cái người nào mà có nhu cầu mua đến đây để gọi là mở homestay hay là... Đúng rồi. Làm khu... Ừ, làm du lịch. Du lịch ấy. Ừ, vâng. Chính xác. Đúng rồi. Đó. Nhà chú là cháu để đấy cũng rất là khang trang nhá. Mà cũng đầy đủ trang thiết bị từ tivi này, tủ lạnh này, đó, máy lọc nước này. Đầy đủ hết. Nói chung là mình đi làm thì mình cũng sẽ sắm sửa dần dần để gọi là cải thiện cuộc sống, gọi là cái sống nó thoải mái hơn chú nhỉ, tiện nghi hơn các thứ. Các bạn thân mến, vậy là qua lời kể của ông chú thì chúng ta cũng đã nắm được phần nào cái lịch sử hình thành của ngôi làng cổ Tiên Hương này. Ngày xưa thì ngôi làng này có tên là làng Má Pắng. Đó. Nhưng mà qua thời gian thì mọi người đã đổi cho nó một cái tên nghe nó mỹ miều hơn, đó là làng cổ Thiên Hương. Và xa hơn một chút nữa, đó chính là có hai dòng họ, họ Nông và họ Lương.
là hai dòng họ gọi là chủ chốt ở đây, đã lên đây để khai hoang lập nghiệp và đã sống ở đây cha truyền con nối đến tận ngày hôm nay. Đó, và ở đây cũng có rất là nhiều người mang hai cái dòng họ gọi là khai hoang ở khu vực này. Đó, thì bây giờ xin mời quý vị các bạn lại theo chân Tú, chúng ta cùng đi vào một vài những ngôi nhà nữa để xem nào có bắt gặp thêm được những cái câu chuyện đặc biệt gì không. Đó, và Tú rất là thích những cái ngôi nhà trình tường. Đó, ví dụ như là ngôi nhà như thế này, nhưng mà tuy nhiên nó đã bị phá rỡ hết phần mái đi rồi. Đó, nhưng mà cái tường ấy rất là dày luôn. Cái kia tường kia là phải dày khoảng tầm độ gần 1 mét mọi người ạ. Yeah, vô cùng dày. Nhà trình tường này có công dụng là mùa hè thì nó cách nhiệt tốt, nó mát ở bên trong. Đó, còn mùa đông thì là nó lại ngăn nhiệt ở bên ngoài vào, là nó ấm lên. Đó, thì bây giờ xin mời mọi người chúng ta hãy cùng Tú là di chuyển tiếp vào một vài ngôi nhà nữa. Ngôi nhà mà Tú lựa chọn thì có một cái bậc thang khá là đẹp nhá. Đây, bậc thang đi lên trên này để gọi là chống trượt ấy, nhưng mà bù lại một cái là ở trên này thì không đi được xe máy lên. Đó, chỉ đi bộ được lên trên này thôi. Gửi xe thì để xe ở dưới kia. Đó. Anh ơi! Ồ, em chào chị ạ. Cho em vào nhà chơi nhá chị nhá. Chị đang làm gì đấy ạ? Em chào chị. Nhà mình đẹp quá. Welcome Thiên Hương. Cái này là nhà mình là kiểu làm homestay hay là mình ở ạ? Ở ạ? Em nhìn thấy có nhiều thông đấy. Cái này là chị đang trang trí màu sắc vào để làm tranh. Để làm tranh ạ. Ồ, làm được cả tranh bằng thông luôn ạ. Ở trong nhà có. Ở trong nhà có. Em nghe chết. Xin lỗi nhá. Chú cún này ngoan đấy. Em nghe giọng của chị là chị không phải ở đây đúng không ạ? Là chị yêu cái mảnh đất này quá. Thế nên là quyết định là ở khu vực này luôn ạ. Vâng ạ. Nhiều cún đấy. Dạ vâng ạ. Thì ra đây là một ngôi nhà của một chị người hình như là người miền trong. Đó. Chị thích ở đây đẹp quá hay là vào đây ở luôn. Và Tú để ý thấy là ở đây rất là nhiều những tác phẩm nghệ thuật nhá. Có vẻ như là chủ nhân của ngôi nhà này là một người vô cùng yêu nghệ thuật. Cho nên là Tú có thể nhìn thấy được là vô cùng nhiều những cái bức tranh này. Đó, những cái bức tranh làm từ quả thông. Cái này là hình của một cô gái và có mái tóc được làm từ những cái quả thông sặc sỡ sắc màu. Đẹp quá. Đây, chú cún này có vẻ là khá hiếu động. Nhỏ nhỏ con nhưng mà đấy. Thấy chưa? Ngoan chưa? Chị ở đây là ở một mình hay có ở với ai không ạ? Chị ở một mình ấy ạ. Thế cái cơ duyên nào mà chị có thể tìm được đến đây và lại ở đây? Em đoán là chị phải ở đây từ rất là lâu rồi đúng không chị? Cũng phải vài năm rồi ạ? 4 năm. 4 năm ạ? Chị cũng đi du lịch như tụi em. Thế ạ? Thế là thấy thích quá thì... Thế là ở đây luôn. Mọi người có thể nhìn thấy được những cái
ngói âm dương nó điểm nhấn lên cái ngôi nhà này rất là đẹp luôn. Đây, mái âm dương thì là một mặt úp và một mặt ngửa như thế này nhá. Để khi nào mà một cái mặt nó dùng lâu quá rồi thì người ta sẽ úp ngược lại. Đó, thì gọi là đảo ngói ấy. Thế là thành cái ngói âm dương. Đúng rồi. Hello bạn. Sao? À, ngại à? Ở đây nhà mình làm homestay đúng không? Vâng. Em không có phòng, chỉ là kiểu nhà tập thể. Nhà tập thể à? Quên rồi chứ. Em đang sửa nhà. À, đang sửa nhà. Thế em vào đây trước nhá. Em vào đây em xem ở trong này cho nào. Ồ, trong này khá là đẹp nha. Và đặc biệt một cái điểm nhấn đó chính là một cái quốc kỳ của Việt Nam. Dạ, bọn em ở gần biên giới. Đang sửa à? Ở đây bạn là chủ ở đây đúng không? À, em mới tới chứ, em chỉ thuê lại thôi. À, bạn thuê lại à? Bạn đi làm ở em thôi nha. Tao đánh mình chết. Hello, xin chào. Hai bạn là ở đâu? Mọi người em ở đâu? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn à? Vâng. Ở Sài Gòn, ở tận cuối của Việt Nam mà lên tận địa đầu của Tổ quốc để thuê, để chill. Vâng, ok. À, thế là đây là mình đang thuê lại cái nhà này để mình bắt đầu sửa sang lại các thứ đúng không? Vâng, bọn em ở là chính, xong rồi muốn thêm kinh doanh cho mọi người trải nghiệm thôi. À, wow, đẹp nha, đúng không? Bọn em cũng chưa làm gì, bọn em chưa làm gì. Dựng lại hết kiến trúc cũ ấy. Dựng lại hết à? Dựng lại hết, không có phá, kể cả tương, mấy tương cùng dựng hết. À, thế kiểu cái cơ duyên nào mà khiến cho bạn từ tận trong đấy mà lại... có thể đi ra đây. Lần trước em cũng đi chơi xong rồi cũng tới cái home này luôn. À. Lúc đấy thì home cũng không kinh doanh nữa. Xong rồi em thấy anh kia cũng không có làm gì, em bảo là anh cũng làm đi thôi, để em làm thì em làm đi. Để làm luôn à? À, em cũng muốn ở là chính đấy. À. Ở là chính không? Đây là cặp đôi đây đúng không? À, à. Không, đây là bạn em thôi. Không để. Xin chào. Bạn là photographer. À, photographer. Em là chơi nhạc ở Sài Gòn. Ồ, ban nhạc à, chơi nhạc à? Vâng, chơi nhạc. Wow, giỏi đấy, thảo nào mình nhìn thấy có một vài cái nhạc cụ đâu ấy, đúng không? À, vâng, ở đấy thì không nhiều, ở trên thì nhiều hơn. Thế à, ở trên kia nhiều hơn à? Vâng. Là hai người sẽ quyết định là làm cái khu này thành một cái khu home để kinh doanh đúng không? Ở đầu tiên là để ở đã. Để ở cho nó vừa đủ tiền nghĩ, xong rồi bọn em kinh doanh để cho các mọi người tới chơi có trải nghiệm ấy. À. Là kiểu... trong làng này mọi người cũng chỉ làm nông thôi, mọi người không có ở nhà nhiều. Xong rồi. Mọi người tới đây thì cũng không có gì chơi, nên là kiểu bọn em làm để mọi người có tiền thì có thể uống cà phê tham quan kiến trúc ở nhà. Nhà này thì cũng gần 40 năm rồi. Gần 40 năm cơ. Vâng. Hai bạn tới đây lâu chưa? Em tới được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng à? Vâng. Đang sửa dọn dẹp lại hết. Này, ở trên này, trên kia là có mấy cái lều đúng không? Ờ, lều để ở. Nếu khách ở đây thì bọn em sẽ cho ngủ lều cho riêng tư. Và anh có muốn lên thăm một tí không? Ok, để mình... Anh cởi dép ra nhé. Ok. Mày lên trước đi. Bạn lên trước đi. Chủ nhà phải lên trước dẫn đường chứ. Ở trên này là có khoảng 3-4 cái lều. À, sáu bảy cái à? Cái này là chắc là kiểu ngủ phòng tập thể nhỉ? Mọi người cộng đồng ấy, phòng cộng đồng ấy. Nếu mà mọi người ngủ thì ngủ thế này xong rất là riêng tư ấy. Đúng rồi. Nó cũng sạch sẽ nữa. Thì bố bố đam mê sách, đam mê nhạc cụ nên thế thôi. Hai bạn là bao nhiêu tuổi rồi? Em 25, còn 22. Phải để anh đoán chứ. Không cần đoán đâu, nó mà mệt chưa. Đây ở đây bọn em đang chuẩn bị trưng tranh. Tranh đang về. Tranh này là các bạn mua hay là tự vẽ đấy? Em có một anh họa sĩ vẽ. À, có một họa sĩ à? Anh biết bức này ở đâu không? Cái này là hẻm Tu Sản. Đúng rồi. Wow. Hẻm Tu Sản. Lên đây là biết luôn. Nổi tiếng của Hà Giang mà. Cái này là màu đô của Hơ Mông Hoa. Cái này được em đi du lịch ở bên Bắc Hà ấy. Hôm nay thì ở Sài Gòn. Em từ sửa ngoài 90 lắm. Rồi con này là một cô bé Hơ Mông ở đây. Họa sĩ là phác họa luôn, người thật đấy nhỉ? Người thật hết, em ký họa hết. Ký họa hết. À, trong đây thì phòng của em. Đây có một cái phòng nữa. Khi nào đông người thì mới dùng tới thôi. Nó cũng không có gì. Đây đủ chỉ là cái phòng nhỏ.
Một người là yêu thích nhạc cụ à? Đúng còn không? Em, Guitar các thứ. Bạn guitar, ngoài guitar ra là có piano nữa. Ồ, thế bạn thử chơi cho mình một bài được không? Đấy, nghệ sĩ. Nào. Thổi sáo à, bạn thổi sáo hay lắm. Em thổi sáo. Em chơi chính là sáo. Chơi chính là sáo. Sáo flute và lấy saxo. Thế là bây giờ một bạn biểu diễn để mình không. Stop, em không. Đây đây. Ông này. Em không anh ơi. Trời ơi, sao lại mình mà biết thổi, mình mà biết chơi đàn là ai bảo chơi là chơi luôn đấy. Phô diễn gọi là tài năng ấy. Quan điểm là thích thì chơi, không thích thì thôi. Ok à. Hai bạn khá là trẻ. Quá trẻ chứ. Anh là bao nhiêu tuổi? Đoán xem. 27, 28 rồi, già đấy. Mình cũng ngang ngang bọn bạn thôi. À, 25 tuổi à? Tầm đấy. Sao lại tầm đấy? 24 à? Thế là 20 à? Đúng rồi. Mà kiểu chị đi chứ. anh làm YouTube đúng không? Chứ không làm TikTok hả? Là mình làm YouTube. À, YouTube. Làm YouTube thôi. À. Đó. Cũng kiểu đi quay khám phá ở đây ấy. Thế hai bạn lên đây khoảng tầm 1 tháng rồi đúng không? 1 tháng thì ở trên này hai bạn thấy thế nào? Rất tuyệt vời. Có cái gì gọi là muốn chia sẻ cho khán giả của mình biết không? Lại không à? Để edit chứ. Nào dẫn content. Giảm cân thì lên đấy hoặc là kiểu sợ ma lên đây. Sợ ma thì lên đây chơi. Sợ ma thì lên đây chơi. Cảm sợ hơn. Ở đây là kiểu có những cái câu chuyện gì nó tâm linh không? Mang màu sắc tâm linh không? Như mà các bạn đừng nghe kể. Ở đây có rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhưng ví dụ đi. Nhưng mà nếu mà về văn hóa của người Tây ấy nhá, thì khi mà người mất ấy, thì họ chỉ làm lễ cái lúc mà họ mất thôi. Sau đấy thì họ sẽ không có cúng kiến hay là dỗ hay gì ấy. Sau này thì họ sẽ có thanh minh tháng 3, tháng 7. Nhưng mà kiểu linh hồn vất vưởng ấy. Mình nghĩ thế. Lên một vài nhà trên này thì sẽ thấy một cái quan tài sẽ đặt trước nhà. Sẽ có người già. Mấy cái đấy là kiểu... nhà nào có người nhà người già ấy. Người già đó. Thì có quan tài. Đúng rồi, bởi vì là cái quãng đường vận chuyển quan tài các thứ vào đây là cũng xa, cho nên là mất đột xuất cái là có luôn. Đó. Là họ làm chữ ấy. Đó, làm chữ đấy. Để nào em treo quan tài đây. Mỗi ngày mỗi người quan tài mà em treo đấy. Em treo làm, cho em luôn. Làm cái quan tài sơn đỏ vào. Bọn em đang lắp cái này. Tôi lắp tạm tạm đã. Nào bây giờ mọi người đang làm đến công đoạn nào đây? Bọn em đang decor. Decor. Mà vừa bọn em vừa dọn rác hết tổng thể và lại kiểu lăm sang nhẹ và dọn sơ sơ ấy, cây cối các thứ. Và bây giờ thì đang để có trong nhà trước rồi mới ra ngoài này. Và đang không làm giấy tờ. Không làm giấy tờ à? Vâng. Sáng mới đi làm giấy tờ rồi gặp anh ấy. Sáng là anh đúng rồi. Bạn rồi. Đúng rồi, mình đi quay ở ngoài đường ấy. Thế là có duyên phết chứ đúng không? Này tôi thấy anh ở đây là em nghĩ là kiểu hôm nay em gặp anh ở trên kia là anh sẽ đi xuống đây luôn. Đúng rồi. Em tính mời anh ăn cơm nhưng thôi quá giờ cơm. Tôi cũng chỉ thế thôi. Bọn đang dọn lại. Em sẽ để lại mấy cái màng dền chứ kia. Em thích mấy cái đấy. Nó có tạo ra nhiều cảm hứng cho bọn em. Kể cả tương nứt luôn. Nứt đây là do địa chất á, chứ không phải là do thời gian. Do địa chất. Địa chất là đây có nguy cơ sạt lở cao. Mà không sạt đâu. Đây, nứt đây. Thế đấy, bạn ấy nghĩ là ý tưởng trong cái ở quanh mấy cái vết nước này nó kiểu tạo ra vẻ đẹp của nó. Nó nhìn nó lạ ấy nhỉ? Trồng cây ở những cái vết nứt như này. Đây, mấy cái này đối với em nó là cái vẻ đẹp của thời gian ấy. Em muốn giữ lại. Kể cả một cái tường. Vẻ đẹp của thiên nhiên. Thiên nhiên đã tạo ra những cái vết nứt như thế kia. Đúng. Chủ nhà cái bạc ngoài kia để cho khách du lịch người ta có nhìn thấy kiểu một chút về gì đó bên trong này người ta tò mò. Thì ở trong này bọn em sẽ kiểu trưng văn hóa, trưng về làng nghề truyền thống, về nghệ thuật, âm nhạc, nghệ thuật về tranh vẽ, về nhiếp ảnh. Đồ ăn thì chủ yếu là ở đây sử dụng đồ của trong bản thôi. Tự đấy, trồng không? Chăn nuôi trồng trọt được không? Ở đây nổi tiếng là gạo Thiên Hương và là rượu Ngô Thiên Hương. Rượu khúc. Rượu. Gì nhá? Rượu thế. Thế cũng không có gì đặc biệt quá. Anh lên trên kia anh thấy có một em chó dẫn tour du lịch chưa? Nó dẫn này thì không? Cái bé chó mới thọc thọc ấy. Có. Đâu nó thế à? Nó là chú gái của làng, nó hiểu được tiếng Anh ấy. Theo gâu gâu là nó đi. Đúng rồi, mình đi lên đấy để thấy bạn ấy cứ đi theo suốt. Có bạn ấy cứ đi ở đấy thôi.
Nếu mà chính xác là bạn ấy sẽ kiểu dẫn anh xuống nhà này luôn. Ồ, oh, thế à? Đây là bạn gái của nó. Đây là cô ấy, bạn gái của Mít. Hay nhờ. Hai bạn trẻ mà đã kiểu làm như thế này rồi. Ở đây là thuê, ở đây là mình thuê theo năm mà, đúng không? À, ở đây đắt không? Thuê đắt không? Bí mật. Bí mật à? Bật mí đi. Khoảng khoảng, khoảng khoảng. Khoảng khoảng, không có khoảng nào. Không có khoảng nào. À, đấy. Không thì cái mục đích thâu hết làng này của mình nó sẽ kiểu không được đâu. À, thế là tham vọng là gọi là thâu hết làng ấy. Thâu hết làng. Được. Dưới xuôi về đây xong. Mà ở, đúng rồi, ở trên này nhiều người Tày nhỉ? Đa phần là người Tày. Ở làng này đa phần là người Tày. Thế hai bạn đã biết được lịch sử về ngôi làng này chưa? Chưa. Chưa biết lịch sử à? Chứ mình cũng biết là lịch sử ở đấy hơn 100 năm. Ừ, đúng rồi. Còn gì nữa? Chỉ biết là cái nhà này là cái nhà đầu tiên của làng. Ờ, à, thế à? Đây là nhà đầu tiên à? Cái nhà kia. À, bạn nói thì mình mới biết đấy. Còn mình không biết đâu. Nhà đầu tiên của làng. Cái dòng họ mà gây dựng lên cái làng này ấy. Ừ. Thì cái kiến trúc của cái nhà nó khác những cái nhà khác luôn. À. Ừ. Hồi trước cái nhà đấy là 2 tầng, nhưng sau này kiểu chắc sự sập nên là họ ấy còn 1 tầng thôi. Nhà đấy là vẫn có người ở đúng không? Vẫn có một một bác người già ở. Trưởng lão. Trưởng lão. Không biết bác ấy có nhà không, tí mình sẽ chạy lên đấy hỏi thăm bác ý. À. Chả biết có nhà không. Bác đấy là mẹ chồng của cô Đương ở cái cô ở góc nhà này. À. Bà có muốn tham quan một chút kiểu best view ở đằng này? Đi, bạn dẫn mình đi đi. Ok, trời, mình rất là sẵn lòng. Là hai bạn hướng dẫn viên du lịch luôn. Ở đấy thường thường khách Tây vào ấy. Xong mình cũng thích dẫn các bạn ấy đi chơi. Đi. Ê, ê, anh ấy đi trước thì em. Ông này 22 tuổi là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ, em 2K2. 2K2 à? À, 2K2. Này, bạn đi qua nhà này chưa? Mình chưa đi vào nhà này. À, hello anh ấy. Đây là nhà anh ấy, nhà anh ấy nấu rượu. Nhà anh nấu rượu à? Đây ngôi nhà mà có gọi là tuổi thọ cổ nhất. Cổ nhất làng ấy. Cổ nhất làng. Hồi trước nói chung đó, thì cái cổ của nhà nó cũng rất khác. Đây, nhìn cái này này. Đúng rồi, cái này là người làm ấy. Người làm đúng không? Điêu khắc từ đá luôn, một cái hòn đá nguyên khối. Rồi là vẽ hoa văn, điêu khắc những cái hoa văn này vào này. Đẹp chưa? Và cái này nó đã kiểu nhuốm màu của thời gian rồi. Vàng 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 rồi. Giống ở cái chỗ Dinh Vua Mèo ấy, là theo như mình được biết là ngày xưa là người ta trà tiền vào để cho nó han gì và nó tạo được cái độ vàng. Nhưng mà cái này không biết là có thế không. Cái này chắc là của thời gian như... Của thời gian. Đó, những cái cột kèo này. Đeo vàng trong mồm thôi. Toàn vàng... Thế tiền mà. À, cứ cười lên là thấy đẹp gái. Đây có một cái quấn tay. À, điểm nhấn à? Điểm nhấn của... cái nhà này. Của cái nhà này. Là có người già ấy. Đúng rồi. Đó. Cũng kiểu khá là giống với cả bên làng địa ngục nhỉ? Ừ. Làng địa ngục cũng thế. Hai bạn sang chưa? Sang rồi đúng không? Không, em chưa có dịp sang. Đối với mình thì mình cảm thấy cái làng này nó đặc biệt hơn làng địa ngục nữa. Đặc biệt hơn thì làng địa ngục là người ta làm phim nữa. Ừ. Xong rồi cơ sở vật chất họ cũng được khác hơn. Tu bổ lại rồi. Tu bổ lại rất là nhiều. Còn ở đây thì mình thấy là vẫn giữ được khá khá đấy. Rất là nhiều đấy, những cái nét đặc trưng. Gần như là từ trước đến nay thì mình thấy nha, mình đi ra nhiều làng, mình thấy là cái làng này nó giữ được gần như hết luôn. Gần như hết luôn. Nó chỉ có một chút gì đó gọi là được đổi mới thôi. Ví dụ như cái nhà tốn đấy, một chỗ cái nhà tốn. Đáng lẽ là kiểu người dân ở đây họ cũng muốn lợp cái ngõi ấy. Nhưng mà ngõi ở đây rất là dày, dày hơn ngõi âm dương của chỗ khác nên là không có mua được. Không mua được. Cũng bây giờ cũng ít người làm. Cho nên họ mới dùng bolo để họ lợp lại cái này. À. Chứ nếu mà họ thực sự còn ngõi thì họ sẽ chọn dùng ngõi hết luôn. Ừ. Ngôi nhà này chắc là thấy khóa cửa kìa. À, chắc là ba đi chơi rồi. Chắc ba đi chơi rồi. Sáng mà thắng bên nhà mình đi lễ đâu có theo, đẹp lắm. Đây là anh ở đây đi chiều là sẽ thấy bà xe rượu về. Thế à? Còn đây chính là ngôi nhà nấu rượu. À, thường khách ở đây thì mình cũng hay vào nhà này chứ.
Vâng. Chào chú ạ. Nấu rượu chưa? Em chào anh. Hả? Hôm nay anh nấu rượu chưa? Ông giờ này không khỏe lắm nên không cất. Em dặn bàn đi chơi một tí nhá. Em chào anh ạ. Qua bếp trước đi. Đây là bếp của cái bếp truyền thống mà mọi người ở đấy hay chủ dùng. Sau đây là vừa nước. Đây chỗ nấu rượu chỗ này. Đây là chỗ nấu rượu đây à? Vừa là chỗ kiểu nấu, cái bếp nấu nấu cám lợn. Cám lợn. Nấu cám lợn. Cái này thì người Mông cũng có những cái bếp như thế này. Nhưng mà người Mông thấy mình thấy nhỏ hơn. Có một bếp thôi. Còn người Tây là mình thấy có hai bếp rồi. Đá phong vuông cao cũng xem xem nhau ấy. Đúng rồi. Toàn xem xem nhau. Bếp núc hay là cổ nó giao thoa giữa các dân tộc ấy. Đó. Cô hàng xóm của nhà tớ là lấy chồng là người Tây, cô ấy là người Mông. À. Ngày nào qua để chơi ăn cơm kệ. Ngồi em. Ôi, anh cứ ngồi chơi một tí. Chào anh ạ. Bàn cho bàn đi quay. Đây là phải cái thùng dừa ngô, cái men ngô để nấu rượu ấy. Đây. Ngô phải men lá. Rượu ngô men lá. Cái ngô ở đây kiểu hạt nó to to ấy. Hạt nó to, nhưng mà không biết là có phải là ngâm lên nó to hay không, hay là như thế nó đã to rồi chẳng? Không phải ngâm đâu em. Thế ạ? Hạt nó sẵn, nó to. Sẵn, nó sẵn to như thế rồi. Đang lên men ấy. Đang lên men à. Lên men thì lên rồi chứ có. Như này sao nào được tất nhỉ? Không nhỉ? Thơm. Thế cũng không hiểu lý do tại sao kiểu cá nguyên đá đông vắng ấy, mà lại xuất hiện một cái khu mưa to rừng núi ấy. Đúng rồi, chính xác đấy. Nên là kiểu mọi người trong ngô ở đấy thì hạt ngô nó cũng sẽ béo hơn, to hơn mình nghĩ. Nó đất nó màu mỡ hơn. Đúng rồi. À, với cả bởi vì là nó có một cái vùng nhiều đất như thế này nên là những cái nhà trình tường như này mới xuất hiện. Chứ còn nếu mà nó toàn đá thôi thì sẽ là những cái nhà có cái bức tường bằng đá. Đó. Cái rau củ chỗ vườn nhà mình nó cũng to nhắn lắm. Mời bạn lên best view của anh. Best view luôn. Cẩn thận, bạn mới là người phải cẩn thận đấy. Dân đi bùi cả. Mình đi chơi Tây Bắc, Đông Bắc hơn gần 2 tháng mấy mình mới quyết định ở đây mà. À thế à? Tại sao mà lại chọn cái nơi này thay vì là bên Tây Bắc? Bên Tây Bắc mình cũng thấy có nhiều cái hay mà. À, bên Bắc chỗ nào nó vừa ít người ấy, nhưng mà nó vẫn có khách vẫn lại nhiều. Cái này nó vẫn giữ được cái vẻ nguyên sơ. Đúng rồi, nguyên sơ nhiều. Đó. Và mình thích văn hóa của người Hâm Mông, mình thích cái gì thì mình muốn cho mọi người trải nghiệm cái đó. À. Đây đúng không? Đứng từ đây là thế nhìn được làng. Toàn bộ luôn. Đây là phần cuối của làng rồi nhỉ? Đúng rồi. Ở trên đây thì có hai nhà nữa. Có hai nhà nữa. Ờ, nhưng mà nhà cô các chủ chắc cũng đi làm. À. Đó. Và ngay đằng sau này có một cái con suối róc rách nước này. Nhìn rất là đẹp luôn. Bởi vì là dạo gần đây Hà Giang đang vào mùa mưa nên là đi đâu cũng thấy những con suối nó róc rách nước như thế này. Còn nếu mà vào mùa khô thì ít á, ít có. Không có. Toàn những con suối cạn thôi. Mình thấy ở đây nó vừa đủ tiện nghi, vừa có điện, có nước. Nó không mất nước giống như kiểu những cái chỗ khác. Nó có nhưng mà nó ít, nhưng mà nó kiểu có thể đầy được pin ấy. Không có điện, có wifi, mọi thứ nó cũng tiện nghi. Nó không có thiếu thốn cái gì cả. Thấy thích hết. Đẹp không? Rất là đẹp nhỉ. Đẹp quá. Cái này nhìn ở trong camera thì không nhìn rõ được hết, phải nhìn vào mắt thường cơ. Đấy, quý vị khán giả nào mà có muốn tò mò về ngôi làng này thì có thể tới đây nhìn đứng ngay chỗ này là nhìn được, phóng tầm mắt ra nhìn wow, rất là đẹp luôn. Thiên nhiên, sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người đã tạo nên những cái ngôi nhà mà được làm từ những cái đồ vật từ thiên nhiên. Đó.